Mông Cổ và Panama là hai quốc gia mới nhất thông báo về việc xuất hiện những trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19. Như vậy, tính đến sáng nay, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 114 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số người tử vong do COVID-19 đã vượt 4.000 người, trong đó hơn 3.000 trường hợp là tại Trung Quốc. Thêm một bệnh nhân người Việt Nam mắc COVID-19. Bệnh nhân được xác định là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đang sống tại London, Anh. Tối ngày 27 tháng 2, bệnh nhân có gặp mặt cùng dự tiệc và đi chơi với bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam tại London cùng với một nhóm bạn. Ngày 2 tháng 3, cô gái này khởi phát bệnh với các triệu chứng ho khan, không sốt, đi khám tại London và được cho điều trị ngoại trú. Bệnh nhân được người nhà thuê máy bay riêng đưa về Việt Nam vào sáng ngày 9 tháng 3 và được kiểm tra thân nhiệt là 37,5 độ C, ho khan, không khó thở. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 32 người, trong đó 16 ca đã được điều trị khỏi và xuất viện. Dịch bệnh COVID-19 đã bước vào một giai đoạn mới, phức tạp, khó lường. Số người tiếp xúc với nguồn lây nhiễm tại cộng đồng rất khó kiểm soát. Do đó, Hà Nội yêu cầu các bệnh viện chủ động phân luồng, có các khu khám bệnh sàng lọc hô hấp riêng cho những người có triệu chứng ho, sốt hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19. Các bệnh viện được chỉ định đều phải có biển chỉ dẫn và phân luồng được thực hiện ngay tại cổng bệnh viện. Tất cả người đến khám có dấu hiệu sốt, ho hay tiếp xúc với nguồn lây đều được đưa tới khu khám riêng và nhân viên y tế làm việc tại khu này được trang bị bảo hộ để phòng tránh lây nhiễm. Hà Nội có 38 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa ngoài công lập, 152 phòng khám đa khoa và hơn 3.000 phòng khám chuyên khoa. Rút kinh nghiệm từ bài học của Bệnh viện Hồng Ngọc, Hà Nội đã tăng cường kiểm tra giám sát các bệnh viện tư nhân. Các cơ sở y tế tư nhân thì đa phần đã chấp hành nghiêm túc cái quy định của Bộ Y tế, của Sở Y tế và cũng đã cố gắng bố trí cái khu vực cách ly riêng biệt và cái phòng khám riêng biệt để mà phục vụ cho những cái người bệnh có cái biểu hiện nghi ngờ của viêm đường hô hấp. Tuy nhiên thì có một số cơ sở do cái điều kiện cơ sở vật chất chật hẹp và chưa bố trí được riêng biệt thì chúng tôi cũng đề nghị là bằng mọi cách cơ sở phải bố trí những cái điều kiện riêng biệt, những cái đường đi riêng biệt để mà những cái bệnh nhân nghi ngờ tránh tiếp xúc với những cái bệnh thông thường khác. Và trong trường hợp mà cơ sở không thực hiện được thì chúng tôi sẽ phải xử lý nghiêm những cái cơ sở vi phạm. Tại Italia, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đã từng áp dụng cho vùng Lombardy và các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 sẽ được áp dụng trên phạm vi cả nước. Đây là nội dung một sắc lệnh vừa được Thủ tướng Italia Giuseppe Conte ký ban hành trong bối cảnh nước này ngày hôm qua ghi nhận thêm 97 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca nhiễm hiện đã lên trên 9.000 trường hợp. Trong sắc lệnh mới được ban hành, Thủ tướng Giuseppe Conte yêu cầu phong tỏa toàn bộ đất nước, người dân cả nước sẽ phải hạn chế tối đa việc di chuyển. Quyết định đúng đắn vào thời điểm này là ở nhà. Tương lai của đất nước Italia đang nằm trong tay chúng ta, và vào thời điểm này chúng ta phải có trách nhiệm hơn bao giờ hết. Theo đó, người dân sẽ chỉ được phép đi lại vì công việc, vì lý do sức khỏe hay các lý do khẩn cấp khác. Việc tụ tập ở nơi công cộng cũng bị cấm hoàn toàn. Tất cả sự kiện thể thao đều bị tạm hoãn. Thủ tướng Giuseppe Conte cho rằng quyết định này sẽ bảo vệ những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực từ hôm nay đến ngày 3 tháng 4 tới. Đêm qua theo giờ Việt Nam, thị trường tài chính và hàng hóa New York, Mỹ đã chứng kiến một phiên giao dịch đầu tuần tồi tệ nhất trong 11 năm qua. Cả ba chỉ số chính trên sàn chứng khoán để mất hơn 7% giá trị, sàn phải tạm ngưng giao dịch 15 phút, trong khi giá dầu thô thì rơi tự do. Thông tin cụ thể từ nhóm phóng viên Đài truyền hình Việt Nam từ New York. Chỉ vài phút sau khi tiếng chuông mở cửa sàn được rung lên, cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán đã đồng loạt bị bán tháo. Mặc dù xu hướng này đã được dự báo từ trước, nhưng các giao dịch viên vẫn không kịp trở tay. Kết quả là sàn đã phải tạm ngưng giao dịch trong 15 phút. Sàn vừa phải ngưng 15 phút, đó là để nhà đầu tư có cơ hội chấn tĩnh lại, lôi kéo thêm người mua, còn người bán thì tính toán kỹ hơn. Nhìn chung đó là cách giúp nhà đầu tư thoát ra khỏi tình trạng hoảng loạn, nhưng cũng giúp sàn tính toán các phương án. Các nhà đầu tư đã bị chi phối bởi hai tin xấu, đó là dịch bệnh ngày càng khó kiểm soát tại Mỹ, khi số ca nhiễm đang tăng theo cấp số nhân,
Cùng lúc dầu lửa đã để mất hơn 24% giá trị, xuống chỉ còn 31 đô la Mỹ một thùng. Các nhà đầu tư cho rằng dịch bệnh khiến cho nhu cầu chi tiêu giảm, còn dầu mất giá có nghĩa là các hoạt động sản xuất cũng đi xuống. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai, cả ba chỉ số chính đều để mất trên 7% giá trị. Vàng và trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tiếp tục được gom mua. Trong bối cảnh hiện nay, mọi ánh mắt trên thị trường đang dõi theo hai thông tin, đó là số ca nhiễm COVID-19 mới và động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Trong cuộc họp kết thúc vào thứ tư tuần tới, Fed được phố Wall dự báo là sẽ tiếp tục hạ lãi suất thêm một lần nữa. Và nếu như tình hình dịch bệnh không có nhiều biến chuyển, thì các mức lãi suất tại Mỹ có thể sẽ sớm trở về từ mức 0 đến 0,25%. Lê Tuyển, phóng viên Truyền hình Việt Nam từ New York. Còn trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nếu như chiều qua VN Index giảm tới 55 điểm, thì kết thúc phiên sáng nay đã giảm chỉ còn 1,67 điểm. Trong số trên 80.000 trường hợp nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc, đã có hơn 70% bệnh nhân bình phục và xuất viện. Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định Trung Quốc đã kiểm soát được dịch bệnh. Hiện nước này đã đóng cửa 14 trong số 16 bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Quyết định đóng cửa được đưa ra sau khi số ca nhiễm mới tại Trung Quốc tiếp tục giảm. Sáng nay, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết chỉ ghi nhận thêm 19 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, giảm so với con số 40 ca của một ngày trước đó. Trung Quốc cũng để ngỏ khả năng sớm dỡ bỏ lệnh cách ly tỉnh Hồ Bắc. Chính quyền tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc đã cho mở cửa trở lại 144 trường trung học phổ thông sau nhiều tháng đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh. Còn tại Hàn Quốc, hôm qua nước này đã ghi nhận 131 ca nhiễm mới COVID-19. Đây là số ca nhiễm mới thấp nhất trong ngày được ghi nhận trong 2 tuần qua tại Hàn Quốc. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết trong số 131 ca nhiễm mới, 92 ca được ghi nhận tại tâm dịch Daegu. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc giảm. Khoảng 60% số ca nhiễm COVID-19 tại nước này có liên quan đến giáo phái Shincheonji ở thành phố Daegu. Cơ quan Y tế Hàn Quốc cho biết đã xét nghiệm xong cho khoảng 210.000 tín đồ giáo phái này, song giới chức vẫn cảnh báo nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới.